Xin chào các bạn, chúc các bạn một mùa Giáng sinh an lành. Vì hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một cơ hội để có thể free mine một tên miền ở trên Unstoppable Domain. Hay có lẽ có nhiều bạn thì vẫn chưa sở hữu được tên miền trên Unstoppable Domain. Và đặc điểm của Unstoppable Domain là các bạn mua một lần và các bạn dùng mãi mãi. Rồi, thì sau khi các bạn vào đường link thì các bạn sẽ được dẫn tới đây. Và việc tiếp theo của các bạn chỉ là verify Twitter, và sau khi verify Twitter thì các bạn chỉ việc ấn claim mà thôi. Đây, ví dụ như các bạn chọn verify ở đây, nó sẽ dẫn các bạn đến gì, Twitter. Rồi các bạn kết nối vô Twitter xong đây ha, thì các bạn sẽ gì, get free domain. Sau khi mình kết nối xong thì nó sẽ tự cho mình một cái tên miền đây. Rồi các bạn chỉ việc chọn gì, get free domain. Sau khi get free domain, nó đã chúc mừng các bạn đã thành công. Rồi các bạn có thể share trên Twitter để cho các người khác có thể gì, các bạn của các bạn cũng có cơ hội để được mine một cái NFT miễn phí. Và đây là các bạn view mine domain, thì các bạn sẽ vào đây thì các bạn sẽ thấy được là gì, các bạn cái tên miền này đã được đăng ký cho các bạn. Đó, các bạn chỉ việc chọn free mine, sau đó các bạn ấn tiếp tục, sau đó các bạn kết nối ví của các bạn vào. Sau khi kết nối ví của các bạn vào thì các bạn hoàn thành nốt các bước còn lại là các bạn đã có được một tên miền miễn phí ở trên Unstoppable Domain. Nếu có cơ hội, các bạn hãy cố gắng sở hữu cho mình một tên miền Unstoppable Domain. Nếu các bạn có điều kiện về kinh tế, các bạn có thể mai cho mình tên miền Unstoppable Domain bằng cách trả phí. Thì mình cũng hướng dẫn các bạn luôn. Ví dụ như đây, các bạn chọn một cái tên miền nào đó xong, các bạn hãy add to cart cái đây, tên miền crypto 40 đô đó. Nó sẽ ra cho các bạn ha. Thì các bạn thích tên miền nào thì các bạn có thể mua tên miền NFT, tên miền wallet, tên miền blockchain. Thì hồi xưa mình mua thì nó mắc hơn rất là nhiều, nó rẻ hơn rất là nhiều. Hiện nay giá đang rất là khá là chát ha. Mình thử một chuỗi số thử nha. Đó, các bạn sở hữu những cái tên miền mà nó dài như thế này thì nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều ha. Đó là các bạn sẽ với cách mua này thì các bạn phải trả ba phí, trả phí bằng qua thẻ Visa. Đây là cách các bạn bỏ tiền ra mua. Ngoài ra còn có một số cách khác. Thì khi mà Unstoppable Domain kết hợp với một vài dự án thì người ta sẽ có những cái gift code. Đó, thì mình đã từng làm một cái video để các bạn kiếm được một gift code 50 đô bằng cách rất là đơn giản là các bạn coi video và các bạn làm cái nhiệm vụ trả lời câu hỏi. Nhưng mà hiện nay thì cái nhiệm vụ đó nó bị khóa từ rất lâu rồi. Rồi, mình sẽ dừng video ở đây. Các bạn tranh thủ, thì nếu các bạn coi được video này thì các bạn hãy tranh thủ làm cho mình một hoặc hai vài tên miền để phòng sau này nếu mà có những cái gì đó hay, có thể là được airdrop hoặc là nhiều cái ở phía sau. Thì chúng ta nói chung là khi mà miễn phí thì chúng ta cứ cố gắng sở hữu. Thì Unstoppable Domain là một trong những dự án mà được đánh giá khá cao là sẽ có airdrop. Thì mình nói trước là gì, khá cao thôi nha, chứ mình không chắc chắn được. Rồi, xin chào các bạn, thì chúc các bạn và mình may mắn sẽ có được airdrop của Unstoppable Domain trong tương lai. Nếu thấy video hay, các bạn cho mình một like, một subscribe. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.